Bài 25 Vẽ phương trình đường thẳng 3x cộng 2y bằng 5 Ta thấy cái phương trình trên nó có dạng là ax cộng by bằng c. Ta cần đưa nó về cái dạng y bằng ax cộng b. Vậy ta đưa về, ta ghi lại như sau, 3x cộng 2y bằng 5. Và ta chuyển 3x sang phía bên tay phải là trừ 3x. Vậy phương trình tương đương với 2y bằng trừ 3x cộng 5 và chia hai vế của phương trình cho y. Vậy ta được y bằng trừ 3 phần 2x cộng 5 phần 2. Đây là phương trình có dạng y bằng ax cộng b. Ở đây a bằng trừ 3 phần 2, b bằng 5 phần 2. Và lý thuyết nói rằng phương trình đường thẳng y bằng ax cộng b cắt trục tung tức là trục y tại tung độ là b tí nữa nó sẽ cắt tại 5 phần 2 và cắt trục hoàn là trục x tại hoàn độ x bằng trừ b trên a tức là trừ của 5 phần 2 chia cho trừ 3 phần 2 tí nữa ta được là 5 phần 3 nếu a lớn hơn 0 đường thẳng đi lên nghĩa là từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải, đường thẳng mỗi lúc một cao dần, hay còn gọi là phương trình đồng biến có A lớn hơn không. Còn A nhỏ hơn không, đường thẳng đi xuống, và tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải, đường thẳng mỗi lúc một thấp dần, hay còn gọi là phương trình nghịch biến với A nhỏ hơn không. Để vẽ đường thẳng, ta cần tìm hai điểm. Ta cho x bằng 0, và thế x bằng 0 vào phương trình y bằng trừ 3 phần 2 x cộng 5 phần 2. Ta có thể cho x bằng bất cứ số nào khác cũng được, nhưng ta chọn x bằng 0 cho dễ vì những số nào nhân với 0 thì đều bằng 0. Như vậy, suy ra ta được y bằng trừ 3 phần 2 nhân 0 cộng cho 5 phần 2. Trừ 3 phần 2 nhân 0 là 0 cộng cho 5 phần 2. Vậy ta được y bằng 5 phần 2. Vậy, điểm đầu tiên ta có gọi là điểm E. Có x bằng 0, có y bằng 5 phần 2. Kế đến, ta cho y bằng 0. Và thế y bằng 0 vào phương trình y bằng trừ 3 phần 2 x cộng 5 phần 2. Hay là các bạn có thể thế ở trên này cho nó nhanh hơn, dễ hơn. Hai phương trình tương đương với nhau. Như vậy, thế y bằng 0 vào 3x cộng 2y bằng 5 vậy phương trình tương đương với 3x bằng 5 tại vì 2 nhân 0 là 0 như vậy ta còn lại là 3x bằng 5 và chia hai vế của phương trình cho 3 vậy phương trình tương đương với x bằng 5 phần 3 và ta có điểm thứ hai gọi là điểm B điểm B có y bằng 0 ta vừa mới kiếm được và x bằng 5 phần 3 ta cũng vừa mới kiếm được ta có hai điểm thì dễ dàng ta vẽ đường thẳng y bằng trừ 3 phần 2 x cộng 5 phần 2 trên trục tọa độ. Đây là trục tọa độ. Đường nằm ngang từ trừ x cho đến x được gọi là trục hoành. Và đường thẳng đứng là từ trừ y cho đến y được gọi là trục tung. Hai trục này vuông góc với nhau và cắt nhau tại zero của mỗi trục được gọi là trục tọa độ. Và điểm A có x bằng 0 có y bằng 5 phần 2, tức là nằm ở phần dương của trục tung là 5 phần 2 đơn vị. Đây. Và kế đến điểm B có x bằng 5 phần 3 và y bằng 0, tức là nó nằm ở trên trục hoàn với hoàn độ vì x là hoàn hoàn độ với hoàn độ là 5 phần 3. Ta có hai điểm và B. Nối lại ta có đường thẳng Y bằng trừ 3 phần 2 X cộng 5 phần 2 hay là 3 X cộng 2 Y bằng 5. Cái nào cũng được. Nếu ta ghi đường thẳng Y bằng trừ 3 phần 2 X cộng 5 phần 2 thì ta thấy được hệ số góc của nó là trừ 3 phần 2. Vì đường thẳng có hệ số góc là số âm nên đường thẳng đi xuống tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải đường thẳng mỗi lúc một thấp dần, và hệ số góc của nó được xác định từ trục nằm ngang hay là trục hoành cho đến đường thẳng ta vừa mới vẽ xong. Và đi theo chiều kim đồng hồ vì hệ số góc của nó là hệ số góc âm. Đây là trừ 3 phần 2. Vậy, ta thấy đường thẳng AB mình mang mình kiểm tra lại với cái phần lý thuyết đường thẳng y bằng ax cộng b xin lỗi đường thẳng y bằng ax cộng b cách trục tung tại tung độ là b b là 5 phần 2 đây và cách trục hoành tại hoành độ x bằng trừ b trên a trừ b tức là trừ 5 phần 2 chia cho trừ 3 phần 2 tức là 5 phần 3 là đây vậy so sánh với cái phần lý thuyết ta thấy nó đúng Đến đây ta đã giải xong bài 25. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác nha. Bài 26. Vẽ phương trình đường thẳng 4x 3y 8. Ta thấy phương trình đường thẳng có dạng ax cộng bi bằng c. Ta cần đưa nó về dạng y bằng ax cộng b vì ta đang học phương trình đường thẳng có dạng y bằng ax cộng b. Ta ghi lại đề bài như sau, 4x 3y bằng 8 và ta chuyển 3y sang phía bên tay phải là 3y và 8 sang phía bên tay trái là 8. Vậy phương trình tương đương với 3y bằng 4x trừ cho 8. Và kế đến, ta chia hai vế của phương trình cho 3. Vậy phương trình tương đương với y bằng 4 phần 3 x trừ cho 8 phần 3. Đây là phương trình có dạng, đường thẳng có dạng y bằng ax cộng b, với a bằng 4 phần 3 được ghi màu đỏ, và b bằng trừ 8 phần 3. Lý thuyết nói rằng đường thẳng y bằng ax cộng b cắt trục tung tại tung độ là b cách trục tung tức là trục y đó tại tung độ là b và cách trục hoành tại hoành độ x bằng trừ b trên a trục hoành là trục x nếu a lớn hơn không đường thẳng đi lên nghĩa là tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải đường thẳng mỗi lúc một cao dần hay còn gọi là phương trình đồng biến a lớn hơn không còn a nhỏ hơn không đường thẳng đi xuống Tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải, đường thẳng mỗi lúc một thấp dần, hay còn gọi là phương trình nghịch biến, A nhỏ hơn không, đường thẳng đi xuống. Muốn vẽ đường thẳng, ta cần tìm hai điểm. Và dễ dàng nhất là ta cho x bằng 0. Tại sao ta chọn x bằng 0? Vì những số nào nhân với 0 thì đều bằng 0. Ta có chọn x bằng 0 thế vào phương trình y bằng 4 phần 3 x trừ 8 phần 3. Vậy suy ra ta được y bằng 4 phần 3 nhân 0 trừ cho 8 phần 3. 4 phần 3 nhân 0 là 0, trừ cho 8 phần 3 như vậy ta được y bằng trừ 8 phần 3. Điểm thứ nhất, ta đặt là điểm A, có x bằng 0, có y bằng trừ 8 phần 3. Điểm thứ hai là điểm B, ta đặt nó là điểm B và ta chọn y bằng 0. Các bạn có thể chọn y bằng bất cứ số nào khác cũng được, hoặc là thế y bằng x nhưng mà không phải bằng 0, vì ta có 0, x bằng 0 ở trên này rồi. Nếu mà các bạn chọn x ở dưới này, thì các bạn nên cho x bằng 3, vì 3 chia cho 3 được 1, ta còn lại là 4. Ví dụ như vậy, hoặc là ta cho x bằng 1 cũng được, ha cho x bằng 1 thì ta có 4 phần 3 trừ cho 8 phần 3 nhưng ở đây ta chọn y bằng 0 để cho các bạn thấy tí nữa nó sẽ cắt trục hoành là trục x tại x bằng trừ b trên a ta thế y bằng 0 vào phương trình phương trình trên này cho nó dễ đi nha phương trình ở trên tức là phương trình đây 4x trừ 3y bằng 8 thì nó cũng tương đương với phương trình ở dưới này như vậy ta thế ở trên này cho dễ làm thế y bằng 0 vào phương trình 4x 3y bằng 8. Vậy suy ra ta được 4x 3 x 0 bằng 8. Và 3 x 0 là 0. Vậy ta chia hai vế của phương trình cho 4. Vậy ta được x bằng 2. Khi mà ta chọn y bằng 0 thì x mình sẽ kiếm được là bằng 2. Ta có hai điểm A và B. Vậy dễ dàng vẽ đường thẳng y bằng 4 phần 3 x trừ cho 8 phần 3. Vẽ trên trục tọa độ như sau. Đây là trục tọa độ đường nằm ngang từ trừ x cho đến x được gọi là trục hoành. và đường thẳng đứng từ trừ y cho đến y được gọi là trục tung hai trục này vuông góc với nhau và cắt nhau tại zero của mỗi trục được gọi là trục tọa độ kế đến ta vẽ điểm A điểm A có x bằng 0 có y bằng trừ 8 phần 3 như vậy nó nằm ở phần âm của trục tung vì y là tung nó nằm ở phần âm của trục tung với tung độ là 8 phần 3 đây và cái đến ta vẽ điểm B có x bằng 2 y bằng 0 như vậy nó nằm ở phần dương của trục hoành vì x là hoành 2 là số dương nằm ở phần dương của trục hoành với hoành độ là 2 ta có hai điểm A và B nối lại ta sẽ có đường thẳng y bằng 4 phần 3x trừ cho 8 phần 3 hay là 4x trừ 3y bằng 8. Ta thấy đường thẳng 4x trừ 3y bằng 8 hay là y bằng 4 phần 3x trừ 8 có hệ số góc a bằng 4 phần 3 lớn hơn không vậy đường thẳng đi lên tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải đường thẳng mỗi lúc một cao dần và hệ số góc của nó được xác định từ trục nằm ngang hay là trục hoành cho đến đường thẳng mình vừa mới vẽ. Đây hệ số góc của nó là 4 phần 3. Đường thẳng Y bằng AX cộng B cắt trục tung tại tung độ là B, tức là B là trừ 8 phần 3. Đây, nó cắt tại trừ 8 phần 3. Và cắt trục hoàn tại hoàn độ X bằng trừ B trên A. Trừ B tức là trừ của trừ 8 phần 3, tức là 8 phần 3 chia cho A chia cho 4 phần 3. Như vậy, ta đơn giản mẫu số ta còn 8 chia 4 là 2. Đây. Và so sánh với cái phần lý thuyết ta thấy ta đã vẽ đúng. Như vậy, đến đây ta đã làm xong bài 26. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác cùng lớp.